Ok, hello chào các bạn. Okay, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến về chân đô Linh Philip, cuộc sống ở châu Phi. Sáng hôm nay anh em mình tổng động viên bà con ra để làm bên đường để chuẩn bị thu hoạch ngô. Thì bây giờ mời anh em với bà con theo tôi để ra làm đường. Nói chung là lán trại thì đã xong rồi, đi chuẩn bị để làm đường để em Linh sang thu hoạch ngô chia cho bà con. Cỏ khoái thì mới tạm thời vừa chứ chưa được chứ, nhưng mà dừng lại để làm cái đường đó cho khô ráo để mà em Linh sang để thu hoạch ngô để cho dẫn đồi bế cho xe ô tô ra ngoài kia đó. Dưới việc thì cũng được làm cổ sạch sẽ thế này để làm cái đường để chú đảo để mà cho xe ra để mà đưa ngô về. Đuổi từ ngoài vào xá lắm, bà con đuổi lử mệt nên làm ngay đường bằng đuổi bao nhiêu ngày. À, không thể cắt phải cắt tan không? Uống hả? Thời tiết đẹp rồi, quá mưa, giờ nắng rồi, con đường đẹp rồi. Đấy, mưa nhiều lắm, ngày nào mưa. Chỗ này thì không phải làm ra chỗ má lô rê hả? Mà chỗ mê liu ra hả? Khoai được cho làm được cái gần nửa đấy, nửa của khoai làm sạch sẽ át giáp. Mình dùng cảng bỏ cổ lên thì vật sạch sẽ. Cái này cũng lý xui ạ. Chỗ này tôi đập cá chứ kì. Nó phạt. Tú đủ rồi, Amiga. Amiga, Amiga. Chỗ này, cắt này, cắt bí. Cắt tên là? Cắt tên là, cắt. Cắt tên là xong, xong cắt tên. Cái này mà? Ở kia, đâu chứ? À, thì đi cái cắt được cắt không được. Nó tịt đấy. Nó cổ không? Nhanh cổ ra. Dương về đây này. À, ám gư rồi, thay đúng kia. Dặn ra, hả? Cái này có cái liêm mới cắt thì hay hơn đấy. Cái liêm. Đây, cho anh đi qua. Để lấy cái liêm qua. Phật cài cũng làm được bế chí. Cũng phạt được. Nào. Phạt được. Phạt cho quậy được. Thử phạt đi con. Phạt thế này đâu. Em được rồi hả? Em không được. Má lô đây cầm cây liêm mày đó. Má lô đây. Anh cắt đi. Đâu rồi? Ở đây. Cái liêm tôi cắt cơ. Anh cắt còn khỏe hơn. Này ta bỏ đây má lô đây ạ. Hả? Cái này được cái chứ? À.
Được đấy, biết cắt. Ơi, cắt thế này được rồi, mà luôn đấy. Mình ta bỏ đấy. Đấy, biết chi làm được đấy. Đấy, mà khéo nhìn nhá ấy. Nhìn cái nhắm à. Nhìn này cái Phật nhắm Amigu ấy. Đừng xe xá ra ha. Đừng xe xá ra mà. Làm được mà, thu hoạch ngủ. Với cô mẹ ha. Amigu làm ta bỏ ha. Ta bỏ để thu hoạch ngủ với mà cô mẹ ha. Cắt đi. Cắt chuột. Aki, grande, katana aki, kaza. Đấy, ta bỏ đấy. Ê, cuộc đời sạch chơi được hết. Ê, cuộc đời cho sạch. Thôi cắt được. Mọi người thấy đấy, thì các bạn thấy. Đường là mới vừa rồi, mới làm cây bừa kỳ càng đây. Kìa ngủ bây giờ đường rầm rập đấy. Kính. Có mấy tháng rồi. Mưa nhiều cổ sụt kính. Toàn cổ. Từ đấy tịt bên kia. Cổ nhiều cổ. Anh em dồn dẹp về Việt Nam phải vài ba ngày. Vài ngày thì chẳng được đứng. Cổ rồi thì bao nhiêu là cây cùi. Mọc đầy úm tùm thấy đường đấy. Chết. Amiga, ta bỏ hay. À, mạnh vào. Ờ, mạnh vào hả? Đi xu. À, mạnh. Kiếp. Kịp với đường kia. Tính cổ. Hả? À, ta bỏ chứ. Nào ta bỏ hay, ta bỏ để mà... Cô mẹ mới lưu hả? À, ta bỏ à. Mi liu minh tu hả? Ừ. Minh tu mi liu. Ham chặt chặt. Ham đây là tí nữa cuộc chắn luôn. Ta bỏ nha. Rồi ta bỏ ham đi ra. Cao đây. Nè bỏ. Phật theo lùi ấy. Bé chi, theo lùi ấy, dọc theo lại. Đi xuôi cho. Kiếp. Phật đánh đi xuôi cho hết. Minh tu cà bi. Cái bê chi đi xuống á. Đoàn này sáng xuống nó đẹp. Sao đang?
Amiga, come on. Kada kapi ha. Oi. Ili su. Karu di ha. Karu. Karu chở mi liu. Này ha. Làm ta bỏ nhanh nhá. Đấy, áo mới ra này làm được ạ. Ta bỏ đấy. Nín ra. Tạp ba. Tạp ba ta bỏ. Ta bỏ. Rồi tìm nè. Sắn nhẹ đấy thôi. Các bạn. Thì chỉ cần đẩy xuống nữa. Nó ta bỏ hả? Phát trên nè. Phát trên nè. Thẳng đúng. Để mày ái mới ra làm đấy nhá. Đúng rồi đấy. Mình mới xuống đắp nước cho lúa xong như thăm vườn khoai ấy. Đấy, khoai với trông là bây giờ tốt đấy. Đi ra ngoài chỗ ngay quá dân cũng làm được khoảng trêu tầm hơn 30 người năm cổ mà vừa mưa làm đến gần 11 giờ mưa thôi chứ họ không chứ chứ nhặt được cỏ cho làm thì kỳ càng đến nơi đến chỗ đấy, như cỏ chui nhiều lắm, sụt mới chui. Mưa nhiều thì cỏ nhiều, mới lớn lắm. Hoa trên là đẹp. Hôm nay cắt trong tiệp những ngô nữa, thu hoạch ngô trong khoai, làm những trang trong khoai thì khoai đẹp bắn rành đấy, đẹp thiệt đó, chỗ tụt thiếu. Kia cây rau họ thấy cây gì ăn được là họ trưa lại những cái nhân viên như Việt Nam mình đó, ăn cây gì ăn cây đó, làm cổ cho khoái mà thì cây ngô lớn nó không trưa lại đấy, không trưa lại bảo nên đi xu chứ nó cái nhổ họ vật chứ họ cứ để lại có cái rau gì mà ăn được là cứ để đó thôi. Hay đó, những cái như Việt Nam mình ăn cây gì ăn cây. Vào trong nương họ là cái gì cũng có thôi. Trên ngô trên thì ngô, dưới thì đậu. Rồi thì sắn đúng tung béng nữa. Một cái vườn của họ là nhiều thứ cấy. Nói chung phải năm nay cội cổ đến. Đến đi. Đột không làm gì hết. Có cái cây gì đây. Mà Việt Nam không thấy mà nó nhiều. Tính gai. Nên là vạt vào đâu nó sống. Phải nhủ cho tiệt chúng nó nó sống kìa. Cái cổ này. Nhiều. Đây dậy khắp nước. Đi ra ngoài chủ ngay quá họ làm. Kappa
À vô ra hả? Nó ra chưa? Amigo, amiga, bebê. Mà lúc đi. Họ đang đường đường ấy. Đống người thì khác thế đó. Đấy. Làm được dài lắm rồi đấy. Ừ. Làm cho sạch sẽ. Phạt cả trên này thì chú băng qua bên lỗ khoai luôn. Sạch sẽ ra làm, nó làm cho át giáp. Nhiều đấy. Khoai làm cổ nó đẹp đấy. Tuyệt vời. Đẹp. Cũng làm cổ là cũng ăn. Làm được cổ là thấy khoai đẹp liên. Mấy húng để cổ thì để cổ ăn. Khoai mới thấy thật đẹp. Mỉ màn luôn ạ. Sạch thịt cổ đấy. Vật theo bư thôi đấy. Có ba con bỏ lên cảng là đi đủ quăng hết. Mà tiếp với một đám con đám đấy nữa. Con đám đấy nữa là làm xong nó lần làm với đằng kia. Ok đó. Làm ta bỏ đi mà cá lý gì nhá. Ừ, ta bỏ hả? Sạch xe đấy. Sạch xe gọn gàng. Đấy mấy hôm là cổ nhiều nhất đấy. Hôm nay là cổ bú hết khoái như thế này. Đẹp lắm. Đẹp mặn rồi. Sẵn hồ, thấy sẵn không? Trưa lại được cây sẵn hồ, trưa lại đây. Đó, hoa nhiều vật ấy để cho chú khoái ăn tụt mà ăn khoái. Sẵn. Nó gom vun lại thế này là được. Nông sản là cái năm được kia mày phát chui như hạt tinh mới phát phát chui tam đấy. Có mày mới phát mấy tỷ khỏe nhanh như làm bông cuộc bông cao lâu. Cái năm có cái mày phát chui ở hạt tinh mà phát chui tam nó mới đi. Hai đứa rất sạch luôn. Nên phải trước sáu chúng phải đưa cái máy sáng để mình làm. Mà em nên đưa cái máy sáng làm. Cũng đúng mà làm thế này. Mình máy làm nhánh mà. Thì càng đẹp. Em thấy mới trôi trực ngôi lên là. Đứa máy nó phạt. Nó có máy phạt ở Việt Nam mình thì ok rồi. Bơ mới bữa nay là 4 tháng. Bốn tháng mới chưa tốt thế này. Đấy, đường này làm được đến đây đấy. Chiều đó. Làm nó hơi nữa là quay lại là phát chỗ này thôi. Chụp làm sạch. Làm một bãi đó đi sụt đâu kia này. Cắt hết cổ. Cho sạch như thế này thôi. À, mê ta ly hả? Gì thì cô mẹ giá chú già đây, giá chú già, bê bê. Cảm ơn. Chị cho anh em đấy. Bà tàu đi. Anh em để uống hả? Nhi hò. Cô mẹ là mẹ ninh không? Bác chị. Ya,
À, lý chú cái ở trên quý nhé. Lý chú đi. Sát đa lý chú hả? Để lắm bóng đó, để thôi tìm lý chú đâu. Lý chú giống để. Chú có thể. Thì con là thế đấy. Không được dai đấy đấy. Ngay mãi ngay nữa. Còn sống được chứ ngay đây chứ. Mãi ngay nữa để sống được chứ. Bé bé quá, bé bé chứ. Bé bé gì láo làm tiếp. Ngon đấy. Cui à? Bây giờ anh em mình cũng làm được một đoạn đường dài rồi. Bây giờ cùng cho anh em cùng luôn chạy nước tìm giải khát. Bây giờ anh em mình được kết thúc quay dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video, một đăng ký kênh luôn ủng hộ anh em mình. Ok, hello, chào các bạn.